Anh chào em. Anh xin lỗi anh, em tên gì? Tên Quốc. À Quốc ha. À như vậy là em làm sáng là mấy giờ bắt đầu làm đây anh? Sáng là 7 giờ. À 7 giờ. Vậy là hai vợ chồng cũng từ ở Buôn Mát. Chung làm ở đâu thì cũng cố định. Qua là những lúc mà có cái sự cố rồi đó thì bổ sung chỗ này chỗ kia cũng thời gian ngắn thôi.
sao như vậy là cái công việc 4 năm thì cái lương hữu ích cho hàng tháng của anh em mình thì có đảm bảo được cái đời sống của gia đình không em? Nói chung lương là so lại cái mức sống kinh tế bây giờ thì nó cũng không cao. Như vậy bây giờ thôi trung bình là có thưởng cái gì không em? Trung thưởng có chứ, thưởng thì Tết lại nở đồ, nói chung có. Thôi bây giờ là cái bình quân là một tháng là em hưởng được bao nhiêu? Trong lĩnh thì được 4.2 lỡ Tết rồi thì cũng có được bích. Như vậy là cái sự sinh hoạt của gia đình thì em thấy nó chật vật lắm không? Thì nói chung thì cũng tiết kiệm thôi chứ không thoải mái. Bà xã thì làm gì vậy? Bà xã thì cũng làm chỗ này luôn. Hai vậy là hai vợ chồng này đều làm trong công ty hết à? Trong công ty luôn. Vậy ha, vậy là trong công ty của mình thì nói chung là cái số lượng mà để anh em mà chia ra phân công nhau làm thì em thấy là trong cái công việc đó thì anh em có vui vẻ để mà nhận cái công việc làm hay là phải là do sự phân bố cụ thể của công ty? Thì sự phân bố cụ thể công ty thì cũng anh em thì cũng cố gắng thôi, cũng cố gắng làm cho cũng vui vẻ. Thì cái công ty rồi mà có những khó khăn đồ á, hoặc là chỗ nào mà mới nhận giờ nổi cộm đồ rồi có dạy với lại các thứ đó, nhất là nhận công viên mới đó thì công ty đổi đồ hay điều anh em đồ phối hợp đồ ra làm đồ ổn định rồi giao lại cho một người nào cố định. Như vậy là mỗi cái công viên và mỗi cái khu vực như thế thì cũng phải quy trách nhiệm cho từng tổ, rồi anh đó là chịu trách nhiệm để mà bảo vệ cái công viên đó không anh? Thứ nhất là trách nhiệm của từng thành viên đấy, sau đó là bắt đầu mới vô tổ rồi của đội, nói chung cũng nằm trong cái tổ đó. Nhưng mà điều là nếu mà trách nhiệm cụ thể thì mình làm chỗ nào thì trách nhiệm mình làm ngay đó, rồi mình nằm trong tổ đó mới quy tới trách nhiệm với tổ, rồi tới đội, từ thách lên gì đó. Vậy là nói chung là công việc hai vợ chồng làm thì bắt đầu làm từ giờ nào và đến khi giờ nào mà mới nghỉ vậy? Thì căn bản là giờ chính là sáng là 7 giờ cho tới 11 giờ rưỡi, chiều là 1 giờ rưỡi cho tới 5 giờ, ngày 8 tiếng. Như vậy là con cái thì mình gửi cho ông nội bà nội hay là gửi cho nhà trẻ trường mẫu giáo? Cũng phải gửi cho trường đó. Lớn gửi trường, rồi thời gian mà mình chưa có giờ kịp thì nhờ ở nhà ông bà nội bà ngoại đâu á thì giữ giùm, rồi làm giờ đâu rồi là mình mới chăm sóc cho nó tách tiêu ăn uống rồi đó. Nói chung là có sự hỗ trợ của gia đình rồi đó. Mà hai vợ chồng là ở riêng hay là ở chung với gia đình ông nội bà nội hoặc là ông ngoại bà ngoại? Là đang ở chung lại ông bà nội. Ở chung ông bà nội. Còn mà quê của ông nội bà nội là ở Phan Thiết này hay là ở đâu em? Mương Máng. Mương Máng. Vậy là em làm xong hai vợ chồng là phải chạy về Mương Máng. Rồi xa vậy. Cố gắng rồi. Thôi bây giờ là nhưng mà lúc đầu tiên là em làm là coi như tự mình là xin vào công ty hay là có ai là gửi gắm gì không? Thì có người quen gửi tiếng đồ vô làm thời gian vô, nói chung thì tới bây giờ cũng được hơn 4 năm rồi, cố gắng làm. Thì nói chung là anh thấy cái công việc nào cũng vậy thôi, công việc nào mình làm nói chung là giúp ích cho đời thì nó đều tốt đẹp hết đó, cho nên là anh thấy các em phục vụ vệ sinh rồi bảo vệ cây xanh của công viên thì cái điều đó là anh em mình rất mừng đó, và mình bảo trì làm sao để cho cây xanh nó càng ngày càng tươi tốt thì cái điều đó là bảo vệ cái môi trường xanh sạch đẹp của thành phố quê hương của mình. Thì anh cũng mong muốn rằng là vợ chồng em cũng cố gắng làm sao miệt mài, mặc dù là cái đồng lương nó có hạn định thôi, nhưng mà mình vui với cái niềm vui vì mình đam mê. Nó nói cho các em mà bữa nào mà trục trặc một cái gì đó mà không quét dọn cây xanh thì mình lấy cũng buồn, đúng không? Đó, cho nên là thôi bây giờ gặp em thì anh cũng cầu mong sao hai vợ chồng là tràn đầy hạnh phúc, bảo vệ con cái, nuôi con cái cho đến nơi đến chốn. Đó là một cái. Thứ hai nữa là giữ gìn vệ sinh chung cho cái công viên này theo cái đặc trách của công ty mà đã giao phó cho mình, thì đó là một niềm vui sướng nhất cho công việc của mình và để đem đến lại cái cây xanh cho quê hương ở thành phố xanh sạch đẹp, đó là điều là vốn quý mà ai cũng mong muốn. Anh cũng mong cầu chúc sức khỏe cho mình ra.
cảm ơn em. Mùa xuân về bản thiên, đường rực hoa, phố ngập nắng vàng, gió nổ mát, mang vị nồng mũi biển, sao xuyến lòng, sớm hôm cát đồi dương, về bản thiên, mắt nó màu phố thì dòng cá ti xanh ngát níu chân mây. Lâu ông hoàng buồn thanh cùng dốc đá, mảnh trăng treo cô độc vắng thơ hàn, giờ chỉ còn phế tích giữa trần gian. Về Phan Thiết thấy sao mình bé nhỏ, là hành trang chi kỷ tháng năm dài, đắm tình người trời mây cho đời chút hương sắc mùa xuân.